Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, một số tỉnh thành trên cả nước vừa hỏa tốc cho học sinh dừng đến trường do số ca mắc COVID-19 tăng mạnh. Hà Nội cho phép tạm dừng học trực tiếp đối với học sinh các khối từ 1 cho đến 6 thuộc 12 quận nội thành. Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thời gian phù hợp cho học sinh quay trở lại trường. Dù là số ca mắc COVID-19 tăng mạnh, thế nhưng một số địa phương ở phía Bắc vẫn cầm cự học trực tiếp và dạy song song trực tuyến. Bên cạnh đó, thì nhiều địa phương vẫn tiếp tục kế hoạch đón học sinh trở lại. Bắc Ninh, Đắk Nông, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Phú Thọ, thành phố Lào Cai, thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk là những nơi đã cho học sinh một số cấp học dừng học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến do số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trong thời gian gần đây. Một số địa phương để các trường chủ động linh hoạt trong việc chuyển trạng thái học trực tuyến, căn cứ theo tình hình dịch bệnh, thời tiết. Tuy nhiên, cũng có không ít tỉnh thành vẫn tiếp tục kế hoạch đón học sinh trở lại trường từ ngày 21 tháng 2 như là An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bình Phước, Đà Nẵng. Nhiều tỉnh thành dù có số ca COVID-19 tăng mạnh trong những ngày qua vẫn duy trì kế hoạch dạy trực tiếp hoặc là trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hải Phòng cho biết việc trẻ đến trường hay là trẻ ở nhà thì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn là như nhau vì vẫn có thể tiếp xúc với ông bà, bố mẹ và người thân có nguy cơ mang mầm bệnh. Quan điểm chỉ đạo của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng là nhà trường luôn sẵn sàng mở cửa đón học sinh đến trường dù chỉ có một học sinh. Thưa quý vị, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, phố cổ Hội An của tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận lượng khách tham quan và lưu trú tăng đột biến. Tín hiệu tích cực này là đòn bẩy để du lịch Hội An cũng như là Quảng Nam trở lại mạnh mẽ hơn nữa ngay khi mà chính phủ cho phép mở cửa hoàn toàn du lịch từ ngày 15 tháng 3 tới đây. Bình quân mỗi ngày, phố cổ Hội An đón khoảng 10.000 lượt khách tham quan. Đây là con số ấn tượng mà Hội An đạt được trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Thống kê từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, có hơn 50.000 người từ khắp các địa phương trên cả nước đến phố cổ Hội An tham quan. Trong đó, khoảng 50% lượng khách ở lại lưu trú. Tết Nhâm Dần, lượng khách tăng gấp hơn 3 lần so với năm 2021. Chúng tôi tin chắc rằng là đối với một cái địa chỉ du lịch mà nó có cái thương hiệu tầm cỡ quốc tế như Hội An và Quảng Nam thì chúng ta sẽ có một cơ hội rất là lớn khi mà Trung ương chính thức mở cửa cái thị trường này. Với những điểm sáng trong du lịch Tết vừa qua, Quảng Nam tự tin đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh vào ngày 25 tháng 3 tới tại thành phố Hội An. Sự kiện này mang đến cho du lịch Quảng Nam nhiều cơ hội vàng để thu hút khách du lịch đến với địa phương, tạo đà cho sự đột phá mạnh mẽ của ngành du lịch hậu COVID-19. Đó là một cái sự kiện rất là lớn, nó hỗ trợ rất là nhiều cho cái khẳng định cho du lịch Quảng Nam. Một lần nữa thể hiện cái vai trò điểm đến lớn trong nước, cũng như là cái sức bật để mà tạo ra một cái động lực mới cho du lịch Việt Nam. Hiện kịch bản chương trình khai mạc đang được các đơn vị thảo luận, trong đó Hội An sẽ là điểm nhấn với nhiều chuỗi sự kiện quan trọng. Đặc biệt, Quảng Nam sẽ sử dụng sân khấu thực cảnh ký ức Hội An làm điểm nhấn với tinh thần du lịch xanh mà Quảng Nam chọn cho năm du lịch quốc gia 2022. Chương trình khai mạc năm du lịch quốc gia thì có sự khác biệt so với những năm trước. Là những năm trước thì có thể các chương trình sẽ tổ chức ở trên sân khấu, tức là sân khấu hóa. Nhưng với Quảng Nam sẽ có sự đặc biệt so với lại các cái chương trình những năm trước đây đã diễn ra, tại vì đã sử dụng sân khấu thực cảnh ký ức Hội An. Dấu ấn hồi sinh của du lịch Hội An trong bối cảnh đại dịch và nhất là điểm sáng của con số 50.000 lượt khách đến tham quan trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua là tín hiệu rất tốt để du lịch Quảng Nam chuẩn bị cho đợt mở cửa đón khách trở lại an toàn, hiệu quả và bền vững. Thưa quý vị, Cục An toàn Thực phẩm nhận được thông tin từ mạng lưới các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế Infostan về sự cố an toàn thực phẩm liên quan đến việc một số trẻ nhỏ bị nhiễm vi khuẩn sau khi sử dụng sản phẩm dinh dưỡng công thức sản xuất tại nhà máy Abbott của Mỹ. Theo thông tin từ mạng lưới cho đến nay, người tiêu dùng tại Mỹ đã thông báo về 4 trường hợp xảy ra ở trẻ nhỏ, trong đó một trường hợp đã tử vong. Do đó mà nhà sản xuất ở Mỹ đã bắt đầu việc thu hồi tự nguyện các sản phẩm liên quan. Theo thông tin do nhà sản xuất cung cấp, các sản phẩm liên quan đã được xuất khẩu từ Mỹ tới Việt Nam. Cụ thể, các sản phẩm sữa bột cho trẻ em như Similac, Alimentum và Elicare, hai số đầu tiên của mã số từ 22 cho tới 37 và mã số trên bao bì chứa ký hiệu K8SH hoặc là Z2, hạn sử dụng từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 trở về sau
trong diện bị thu hồi vì nhiễm vi khuẩn Cronobacter, Sakazaki và Salmonella Newport. Ngay sau khi nhận thông tin từ InfoSan, Cục An toàn Thực phẩm đã liên hệ với công ty nhập khẩu các sản phẩm trên tại Việt Nam để yêu cầu làm rõ thông tin và đề nghị khẩn trương tiến hành thu hồi toàn bộ các lô sản phẩm bị cảnh báo trên thị trường. Trước thông tin này, Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm có tên và số lô bị cảnh báo nêu trên, đề nghị người tiêu dùng thông báo ngay với cơ quan chức năng tại địa phương khi phát hiện sản phẩm này trên thị trường. Cục An toàn Thực phẩm sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về cảnh báo trên website. Bộ Khoa học và Công nghệ công bố là vi khuẩn Cronobacter Sakazaki khiến cho trẻ sơ sinh tử vong do viêm màng não. Có thể phát hiện vi khuẩn Cronobacter ngoài tự nhiên trong môi trường, thế nhưng chúng có thể sống sót trong thời gian dài trong thực phẩm có độ ẩm thấp. Trên thực tế thì đã tách được vi khuẩn Cronobacter từ sữa bột của trẻ em, sữa trẻ em thủy hóa lại và dụng cụ dùng để pha sữa trẻ em, nên vi khuẩn này đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em sơ sinh. Salmonella Newport là vi khuẩn gây bệnh cho con người từ thực phẩm. Tỷ lệ trẻ sơ sinh nhiễm vi khuẩn Salmonella từ nhiều nguồn khác nhau. Trẻ sơ sinh cũng có nhiều khả năng bị bệnh nặng hoặc là tử vong do nhiễm vi khuẩn Salmonella và do hệ miễn dịch kém, đặc biệt là dễ bị tổn thương.